Thưa quý vị, sáng cuối tuần điểm qua các trang báo, thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải nhiều nhất. Báo tuổi trẻ đưa tin Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định 1861 trường hợp F1 có 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm phong tỏa một phần chợ Phú nhận vì có ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã truy vết xác định nguồn lây ở quận 3 là từ người con trong gia đình đã đi du lịch Đà Nẵng trước đó. Liên quan đến công tác phòng ngừa dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều qua Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký văn bản khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các biện pháp phòng dịch COVID-19 được áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới như tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các loại hình vui chơi giải trí, trung tâm, nhà hàng, tiệc cưới, karaoke, vũ trường, bar, bia, club, điện tử, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà và các khu tập luyện thể thao công cộng. Các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tập trung từ 20 người trở lên. Chuyển sang thông tin khác. Báo sở Ngày Giải Phóng đưa tin về việc Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó kịp thời khi mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đưa tin công văn của Bộ Giáo dục Đào tạo, báo sở còn Giải Phóng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục Đào tạo đã hướng dẫn các cơ sở đào tạo tổ chức hoạt động dạy và học, trong đó có phương án dạy trực tuyến. Trong công văn này, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị cơ sở đào tạo lên phương án dự phòng trong công tác tuyển sinh năm 2021, chuẩn bị các điều kiện dự phòng về nhân lực và cơ sở vật chất khi có yêu cầu và theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo. Giá thép lại tăng sau thời gian chứng lại, doanh nghiệp thêm một phèn sốc nặng là tiêu đề bài viết đăng trên báo Dân Trí. Theo thông tin phản ánh, giá thép vẫn tăng từng ngày và liên tục lập đỉnh mới khi tăng 300.000 đồng một tấn, khiến cho doanh nghiệp xây dựng lo lắng. Thậm chí có doanh nghiệp còn cảm thấy sốc vì mới nhận thầu dự án và cho rằng giá thép đã lập đỉnh, không thể tăng thêm được nữa. Trước diễn biến giá thép tăng căng thẳng trong nước, nhiều doanh nghiệp xây dựng kiến nghị nhà nước nên sớm vào cuộc kiểm tra lại giá thành, xem doanh nghiệp thép có bắt tay đẩy giá, làm giá, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế hay không. Thông tin về vụ việc cho Pitbull bất ngờ tấn công cắn một thanh niên tử vong tại quán cà phê gần khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, được nhiều báo đưa tin. Báo thanh niên đưa tin vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, một thanh niên ngủ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, dẫn con cho Pitbull nặng hơn 60 kg nuôi trong nhà, đi đến huyện Thủ Thừa uống cà phê với bạn. Trong lúc hai người nói chuyện, con cho Pitbull đứng cạnh đó phóng tới tấn công, quật ngã bàn của người thanh niên này xuống nền gạch, rồi cắn nhiều vết trên cơ thể. Thông tin trong báo cho biết, khi bị chó Pitbull cắn, nạn nhân bị chấn thương nặng, máu chảy rất nhiều và tử vong tại chỗ. Chủ nhân của con chó đã can ngăn nhưng cũng bị con chó quật ngã và cắn nhiều với trên đầu, vai và tay, khiến anh bị trọng thương. Báo Thanh niên cho biết thêm, hiện tại Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh này khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người thanh niên bị chó cắn tử vong.